Chuyện kể về mấy chuyện trong nhà, có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi gặp vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chị em ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vấp vai, nhưng chị em ta sẽ là mãi. Cuộc sống cứ thế vận hành, bao giờ lao sẽ mới khiến thanh xuân tươi xanh. Đôi khi câu này lôi thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Tương lai ta mới sau cùng một tiến lên, bây giờ ta mới xa xa kia kế bên. Mặc kệ ta cứ sống và chúng ta là chị em một nhà. We fly, put the love to the chaser. You are fine. Nếu muốn dừng lại đi, mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì sẽ mở cạnh bên nhau. Mới ngày đầu đi làm à? Mà làm bể hết một chục cái ly nghĩa tình Hàn Quốc của tôi rồi. Đã vậy còn đuổi hết khách quen của tôi nữa. Cô vụ làm gì mà giỏi quá vậy? Chị, tụi mình làm gì đam mê mà. Mấy đó có nhầm nhò gì đâu. Đam mê quá ha. Đam mê rồi có kiếm ra được tiền không? Với lại tụi nhỏ cũng mới làm lần đầu tiên à. Trời ơi, đi làm lần đầu tiên mà em giao cho tụi nó đứng quầy thu ngân. Rồi, thì coi như lỗi em được chưa? Trời ơi, lỗi của em. Lỗi của em. Nam tử hán đại trượng phu quá. Lỗi của em, mạnh miệng dễ sợ. Còn cô cậu á? Dạ, thôi chứ không phải nói nữa đâu ạ. Tụi em biết rồi. Thưa chị, thưa anh, tụi em đi về. Đứng lại. Định đi đâu? Dạ, đi về. Muốn về thì trả hết tiền bồi thường làm bể ly đi. Với lại tiền thất thu là mất khách của tôi nữa. Chị. Im. Tụi em làm gì có tiền? Không có tiền á thì làm việc sớm vô lương trả nợ nha. Nói như vậy là tụi em tiếp tục được làm ở đây hả chị? Nhân phục vụ mà chuyển thành lao công. Bởi mà cũng tại mày. Chị Kim nói gì cũng gật như con lật đật vậy đó. Đã lật đật rồi còn mập nữa, giờ mới khổ vậy nè. Cũng tại mày không, mày làm cái xong của tao nhá. Chứ mày muốn sao? Mày muốn sao? Mày á. Muốn sao? Mày qua đây. Mày muốn gì? Muốn gì? Mày á. Mày á. Nghe gì không vậy? Mày nghe gì vậy? Tự nhiên đây còn mình tao với mày lại dọn dẹp à. Tự nhiên nghe tiếng khóc con nít. Con nít? Không lẽ gì nó ăn cái thứ sáu rồi nó mày buồn ngủ quá bị quáng gà hả? Nó ăn cái thứ chín rồi đấy. Nhìn nhỏ nhỏ mà ăn ghê thiệt chứ, mà bánh đâu nó ăn dữ vậy? Trong tủ lạnh á. Cái gì? Thì cái bánh này sáng mai bán á. Trời ơi, ai không biết. Lại trong tủ lạnh. Mày lấy tới 9 cái ngày mai lấy gì bù vô? Tao bỏ vô tủ lạnh bù lại nha. Ê, mày nói chuyện với tao vậy hả? Mày á? Mày ngu quá. Mày đi. Thế cái gì chính cái? Ủa, tao lấy cho mấy em rồi. Mày ngu quá. Không tốt nghiệp hả? Mày bù đi. Mấy gì con mà cãi nhau không? Con ăn nữa đi. Hết, chú lấy thêm cho. Thấy chưa? Anh mắt long lanh lấp la lấp lánh. Làm sao mà cưỡng lại nổi. Nhưng mà giờ sao mày? Nợ cũ chưa trả xong, giờ thêm nợ mới nữa. Chồng chất, tao sủi tay thiệt luôn á. Cũng bình tĩnh đi,
cứ để cho con bé ăn. Tao có cách là cho con bé ăn xong mình sẽ đi tìm mẹ cho nó, xong nói mẹ nó bồi thường lại cho mình. Ừ ha, hay đó. Con ơi, nhà con ở đâu vậy? Con không biết. Con dậy bé, dậy con nè, bắt tại trận hai người lớn mà tao hiểu con lắm nha. Ừ. Đã... à, bà Tiên Lý lại là ha, phục vụ nè ha. Tại sao vậy hả? Hả, muốn cái gì thì trút hết lên đầu tôi đi. Cậu sỉ nhục tôi đã đành rồi, tại sao còn ăn hiếp con tôi vậy? Ai làm gì? Ai làm gì nói trời? Không làm gì sao nó khóc? Con nói đi, tại sao con khóc? Thấy chưa? Hai người này làm gì con đúng không? Có bà đó, bà la lạc lên nó mới khóc đó. Ai la cái gì mà la? Vui vui phải phải thôi nha. Con nói đi, tại sao con khóc? Tại mẹ á, mẹ có làm con cậu à. Lúc này mẹ có cự lộn với người ta. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi cục vàng. Mẹ không có vậy nữa. Mẹ xin lỗi. Đó, thấy chưa? Im đi. Mà nè, cục vàng của mẹ hồi chiều á, mẹ kêu con là đứng đợi ở ngoài trước cửa. Mẹ vô mẹ mua cái bánh cái mẹ ra liền, mà con đi đâu mất tiêu vậy? Con đợi mẹ lâu quá, con buồn ngủ nên vô cửa hàng tiện lợi kế bên để ngủ. Tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, con đói bụng nên mới vô đây nè. Con có biết là làm mẹ lo lắm không? Mẹ lo cho cái điện thoại với lo cự lộn với người ta không mà, chứ mẹ có lo cho con đâu. Trời ơi, sống gì vậy? Sao sống trời? Rồi chết mất. Mẹ xin lỗi con gái. Thôi về nhà mẹ bù cho nha. Thôi đi về con, mẹ con mình đi về. Rồi, rồi. Thưa cái gì mà thưa, đi về đi. Ê, nhưng mà trời ơi, mặc dù là bà có thấy ghét thiệt, nhưng mà mẹ con người ta sum họp vậy phải mừng chứ. Nhưng mà chiến cái bán ai đà tiên. Ờ ha. Ừ ha. Ê, chị kia, chị Tiên Ly. Bà tên Ly sao bà không có Ly gì hết trơn vậy? Ê. Chị Thúy anh Khang, đây là tiền đền bù thiệt hại cho quán. Em cũng thay mặt mấy đứa nhỏ nhà em xin lỗi mọi người ạ. Không có gì đâu em, dù sao á tụi mình cũng là người một nhà mà. Lấy chứ gì mà không có gì. Trời đất ơi, người một nhà gì tâm này. Rõ ràng là hai cô cậu này lên đây phá quán tôi phải không? Tụi em không có cố ý. Mấy đứa em đã gây chuyện á còn trả lời nữa. Em thật sự cũng không biết nói gì ngoài lời xin lỗi. Em xin phép là cho hai đứa nhỏ nhà em nghỉ việc từ hôm nay ạ. Đúng rồi, chứ không lẽ đây làm tiếp. Trong công việc chị công tư phân minh lắm em, chứ không có như thằng em trai của chị đâu, tình cảm nhập nhằn. Chị quá lén rồi đó. Sao? Em thấy việc tụi nhỏ giúp một đứa nhóc đây cho hoàn cảnh khó khăn, cái lời chị chính đáng mà chị. Đâu phải vì mình sợ bị lừa mà không làm việc tốt cơ bản của một con người đâu. Anh ủng hộ tụi em. Anh rể. Anh rể của tao. Hay quá rồi. Mà nhận gia đình xuất sắc quá à. Mới nhận hai đứa làm em ruột rồi đem ra ngoài ở luôn đi. Ha? Đây là chỗ chị làm ăn chứ không phải là nhà từ thiện. Gặp ai cũng phân phát tình thương hết trơn. Người phụ nữ đó với con của bà ta chắc chắn là quân lừa gạt tới đây để dụ hai đứa đó. Ôi, trời đất ơi, hai đứa đây rồi. Chị đi tìm hai đứa nãy giờ đó. Làm gì mà tụ tập đông đủ quá vậy? Quán thì vắng mà nhân viên thì đông. Trời ơi, hôm nay chị lộng lấy quá ta. Lộng lẫy hết sảy con mà bảy luôn chị. Cảm ơn hai đứa. Nhưng mà nè, sorry hai đứa chuyện hôm qua nha. Tại vì hôm qua chị mệt quá, cái chị ẵm con về nhà ngủ luôn. Ngủ một mạch 8 tiếng. Tới hồi chị tỉnh dậy, cái con chị nó kêu: mẹ ơi, hôm qua mẹ ăn bánh không trả tiền. Rồi chị giật mình em. Chị nhớ lại, tới đây trả tiền cho tụi em nè. Đây là tiền bánh với lại hầu tạ hai đứa đã giúp đỡ con chị. Nè, nhận đi. Tụi em cảm ơn. Đó, còn đó người ta lừa gạt nó đi. Mà lần sau ấy, chị nhớ ủng hộ quán tụi em nha. Mà chị nhớ trả tiền liền có không, tụi em bị la. Con bé này thiệt là đáo để. Chị sẽ quay lại ủng hộ. Mà chị nghĩ á, chủ của tụi em chắc cũng có phước lắm á, mới có hai đứa làm nhân viên đó nha. Thôi, cảm ơn hai đứa, chị đi nha. Bye bye mọi người. Bye chị. Chị, vậy là tụi nhỏ được nhận lời chính thức phải không? Ừ. Thank you.
sự đau thương luôn bên nhau. Chị em chúng ta dẫu có nhìn lại sẽ thấy không sao, vì chính chúng mình cũng đã có thanh xuân. Mình đã cao quá không chung đâu biết yeah. We fly, có thể luôn chung như chạy dốc. You are fine, nếu muốn dừng lại hãy nghĩ mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì mình sẽ ngồi cạnh bên nhau.